Đầu năm mua vé số cầu may, ai ngờ trúng luôn giải đặc biệt, chàng trai khiến dân mạng rần rần vô xin vía. Theo đó, đầu năm đầu tháng, thanh niên mua đôi ba tờ vé số cầu cho một năm thịnh vượng và may mắn. Ai mà ngờ chiếu xuống, số sổ ra đúng ý mấy tờ anh mới vừa mua. Thế là vừa sang năm mới, cuộc đời anh cũng đổi sang trang mới, y như ý nguyện của chàng trai, thịnh vượng và phát tài. Nhìn đống tiền chất cao như núi Thái Sơn, cộng đồng mạng đã tranh thủ vào xin vía lấy lộc đầu năm. Tuy nhiên, vẫn có một số người sống thực tế hơn, lại muốn kiếm được đồng tiền do chính tay mình làm ra và đi lên từ bàn tay ta làm nên tất cả. Thậm chí mong muốn có thể làm cho tiền để ra tiền thay vì trông chờ vào tờ vé số. Mặc dù vậy, nhiều người khác vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ được phát tài phát lộc từ những tờ vé số. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: xin vía trúng hai giấy đặc biệt để phụng dưỡng ba mẹ hai bên, lo cho gia đình nhỏ và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Mẹ chồng tôi mới trúng tận 4 tờ, nhìn đống tiền mà mê luôn. Tôi mà trúng số một cái ha, là ai nói xấu tôi hoan hỷ bỏ qua hết, sống chan hòa luôn. Lộc hay không là do bản thân mình thôi, quan trọng là bản thân mình có biết cách sử dụng số tiền đó như thế nào hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.